Trân Như xin kính chào các khán thính giả với chương trình truyền hình Mỗi Ngày Một Câu Hỏi của Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 năm nay, Hiệp hội các quốc gia Á Châu tranh đấu cho nhân quyền đã tổ chức đêm thắp nến tại thủ đô Paris của Pháp để cổ vũ cho nhân quyền và cũng để tưởng nhớ đến những người đã và đang tù tội vì đấu tranh cho nhân quyền. Trân Như hỏi chuyện chị Tường An, thông tin viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris về sinh hoạt này. Dạ vâng, xin gửi lời chào đến chị Tường An ạ. Kính chào anh Trân Như và kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Vâng thưa chị có mặt tại chỗ thì xin chị cho biết mục đích và ý nghĩa cũng như là những cái điểm đáng chú ý nhất của đêm thắp nến cho nhân quyền lần này không thưa chị? Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi đang đứng trước công trường Saint-Michel thuộc quận 5 khu sinh viên Paris. Hôm nay, ngày nhân quyền ngày 10 tháng 12, 2011, Hiệp hội các quốc gia Á Châu tranh đấu cho nhân quyền tổ chức đêm thắp nến và hát cho tự do để kỷ niệm 63 năm thành lập ngày nhân quyền. Cái ngày quốc tế nhân quyền hôm nay đặc biệt là để thắp nến và hiệp thông với những cái người đang bị đàn áp một cách rất là thô bạo, mà điển hình cụ Huy Hà Vũ bị kết án một cách rất là vô lý. Anh Nguyễn Tiến Trung cũng vì tỏ cái lòng yêu đất nước mà cũng bị bắt bỏ tù, và giáo sư Phạm Minh Hoàng cũng vì muốn đóng góp cái phần của mình cho xây dựng lại đất nước mà cũng bị bắt một cách rất là vô cớ. Đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi trong cái buổi thắp nến này muốn hiệp thông với những người cộng đoàn Công giáo Thái Hà vừa bị đàn áp trong cái thời gian qua, và đặc biệt là những thanh niên Công giáo ở Vinh đã bị chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước mà bị bắt bỏ tù vô cớ, mà tới ngày hôm nay chưa biết họ bị cái tội gì và bị giam giữ ở đâu. Tường An, thông tin viên Đài Á Châu Tự Do, tường trình từ Paris. Vâng, xin cảm ơn chị Tường An. Và kính thưa quý vị, mỗi ngày một câu hỏi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình này lần tới.